Hello hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhá. Chào mừng anh em đã đến với video tiếp theo của Máy Xúc Việt Nam Vlog. Hôm nay mình tiếp tục làm một video đang xúc đất lên xe ô tô đây các bác ạ. Hiện tại thì bây giờ cái tali bên này thì là do một chút phát sinh nên mình bấm nó thêm vào trong kia một chút các bác nhá. Đấy thì xe vào đến đâu thì sẽ xúc luôn cho nó gọn luôn đến đó. Cái đường xá đi lại thì hiện tại thì bây giờ nó cũng đang rất là khó đi rồi. Hy vọng là chở khoảng tiếng nữa là không phải sửa được thì là tốt nhất. Quay sang đây để cho cái xe kia nó lùi vào đúng cái lỗ mà mình múc đó nhá các bác nhá. Hôm nay thì có 3 xe chạy. Cái xe kia thì nó lại đi lệch lốt với lại hai cái xe này. Hai cái xe này nó hay đi cùng nhau hơn. Và đôi bạn cùng tiến nữa các bác. Thì vừa xúc thì vừa lấy mặt bằng luôn các bác nhá. Lấy mặt bằng xong sau đó là mình sẽ cho nó dốc ra phía ngoài vườn rau ở phía đằng trước đây này. Không phải là nó trúng ở trong là các bác ấy lại đào ao thả cá ở đây nữa thì mệt lắm. À, xe này thì nó tự động nó đi rồi. Đấy, cái chỗ này lúc nãy mình đứng bệ các bác thì bây giờ thì mình sẽ xúc đi luôn. Đất ở đây nó toàn bộ nó là đất tơi, đất dạng như kiểu là rất mụn nếu các bác, cho nên là nó rất là dễ để mà mình bấm, với lại cái răng gầu của mình kia nó cũng sắc nữa. Cái xe này thì mình sẽ xúc từ đít lên đến đầu bởi vì là lái xe người ta cứ nhìn vào qua cái lỗ ở chỗ trong cabin ấy, nó thấy nó đầy đến đó là người ta tự động người ta đi thôi. Bởi vì là cái những cái xe ở đây là nó hay có điều hòa các bác, không có điều hòa là các bác ấy cứ đóng cửa điều hòa các bác ấy không mở ra đâu. Như bác này thì bác ấy còn mở ra để nghe còi. Như cái bác trước ấy thì bác ấy cứ đóng tịt ở đấy thôi. Thêm một gầu nữa là ok các bác nhé. Cái chỗ phía ngoài ấy này mình tali là mình chưa sửa được, còn ở trong này thì mình sửa rồi, sửa từ trên đỉnh đến chân rồi. Cho thêm một chút nữa. Ok anh em nhá. Bây giờ sẽ dọn cái chỗ này để cho xe nó tiến vào gần hơn. Chỗ kia do là cái bệ của mình nó bị hụt đấy các bác, cho nên là mình không tiến, mình chưa sửa được cái đoạn này. Cái lúc này mình xuống thì mình sẽ sửa sau các bác nhé. Cái này thì nó không có cái gì là nhiều đất đâu, nó có một ít đất thì mình sửa thôi, mình san luôn ra được là ok. Còn cái bệ của mình, bệ đất ấy thì thế mình cứ đi vào trong này thôi, cứ đi vào dần nữa, vừa đi vào và vừa sửa chân ta ly. Đấy. Anh em đứng như này nó vuông ở góc nào thì anh em sửa góc đó nhá. Ví dụ nó vuông ở đây phải không? Ở chỗ này là nó chưa vuông thì mình cho sang một răng nữa. Đấy, cho sang đây là nó vuông này. Đó. Vuông thì mình sẽ bấm xuống thôi. Lát nữa có xe thì mình sẽ
đấm cho nó vuông, nó thẳng xuống là nó thành một cái chân ta ly, nó sẽ vuông thôi. Tiến ra múc cái ngoài này một chút này. Đây này. Ở trên chỉnh chuẩn rồi thì ở dưới thì mình cứ đặt vào như thế này thôi. Đó. Bấm xuống thôi. Đó. Còn cái ngoài bệ thì nó thiếu thì mình chưa sửa vội các bác nhá. Cứ như vậy là dần dần là nó sẽ ta ly của mình nó sẽ hoàn thiện thôi. Nó không có cái gì to tát lắm đâu. Anh em đứng làm sao để cho nó vừa bạn, cho nó phù hợp với lại cái bệ máy với lại cái ấy của mình. Cái bệ máy với cái tầm với của cái gầu này. Mặt bằng này anh em cứ lấy cái cốt của mình lấy ở ngoài này. Cái này thì xe thì lắm xe nó không phá lốt được bác, nó cứ chỉ đi một lốt này thì mình sẽ xúc cái chỗ này cho nó hở ra. Xúc xe hôm nay thì là xe nó đi lại là nó cũng vào tít trong kia rồi, cách đây chắc phải gần một cây các bác ạ. Không biết là chỗ đổ này nó có xa không nhưng mà nó cũng khoảng một cây hơn cây. Đi thì đường bê tông. Ba xe chạy thì có xe thì nó về đều nhau, có xe thì nó lại đi nó lệch lốt. Tiện thì cái bên này thì mình sẽ lấy luôn cái lề luôn. Rác rưởi mình sẽ gạt nó đi. Đây. Gạt tầm này. Dàn đây nó hơi dốc lên để nó khớp với lại cái mặt bằng này các anh em nhé. Ngoài này nó có một cái mặt bằng nền nhà này nữa cơ. Có cái rác rưởi thì mình sẽ gạt nó ra. Vậy thôi, dần dần anh em cứ ấy thôi. Còn nó mà đất mà nó nhiều, mà xe nó nhiều ấy, thì anh em làm kiểu khác. Anh em đứng luôn, đứng góc vuông luôn. Đất xúc không hạn chế mà. Đứng góc vuông luôn thì là cứ xe về đến đâu là mình sẽ xúc vuông sửa luôn đến đó. Như này, nếu mà anh em muốn làm từ trên cao này, anh em phải đặt nó vào. Đây, ra chỗ này nó vuông hơn này. Đây, này nó vuông hơn một chút này. Đó. Bấm cho nó thẳng xuống, từ từ thôi, vừa xuống vừa ngửa cái gầu ra. Ngửa gầu ra thì nó sẽ vuông với lại cái ấy kia. Không phải vuông, nó hơi vát vát đấy các bác. Bởi vì nếu mà mình để cái gầu như thế mà mình xả thẳng xuống ấy thì cái răng gầu của mình nó sẽ co vào trong lòng đấy. Cho nên mình phải ngửa cái gầu ra để cho nó vuông theo cái thế đất. Thì cái này thì đến lúc mình xuống dưới này mình sẽ sửa này. Mình với đi đến đoạn kia thì mình kéo một cái xuống là ok thôi. Còn cái bệ này thì cứ làm rút dần vào kia để cho nó gọn bệ. Xong sau là đến sau này là giả dụ có thiếu đất thì mình lại xả vào trong này sau. Đấy, bây giờ thì cứ đứng ở xúc ở cái bệ này cho gọn, bởi vì bây giờ nó là 9:30 rồi. Mình chạy khoảng hơn tiếng nữa là ok rồi. Ra thì giả lại cái mặt bằng cho người ta. Xe nó về các bác nhá. Một gầu này, mình nghĩ cái xe này nó khoảng 8-9 gầu. Chung nó đầy một chút. Hai gầu này. Gầu này nữa là ba gầu này. Này nữa là 4 gầu này. Đây nữa là 5 gầu. Thêm một gầu nữa là 6 gầu. Thế thì nó rơi vào khoảng 8-9 gầu các bác nhá, bởi vì là bình thường thì mình không thể nào mình
xúc nó đẹp được như kiểu là cái đất tơi như này đâu. Cái này là đất nó dễ xúc thì mình mới xúc được nó nhanh như vậy thôi. Chứ còn như bình thường kia là mình sẽ xúc nó không được đầy lắm. Dụ nếu mà làm lúc mà xả ta ly thì nó chỉ được tầm này thôi. Đó. Nếu mà xả múc ở ấy nó tầm này đâu, còn mình xúc ở trong cái bệ này thì nó sẽ cao hơn chứ các bác. Cao hơn rất là nhiều luôn. Đó. Thôi cái video này của mình xin kết thúc ở đây các bác nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau thôi, bởi vì là cái công trình này của mình nó cũng đã ok rồi. Đấy. Mình sẽ cập nhật theo từng video và lát nữa thì đến lúc đoạn nào sửa ta ly mình lại tiếp tục làm video cho anh em. Ok, thầm mình chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người video sau nhé.